Em lại vừa khui ra được một em banana nhé, lâu lắm rồi, về thêm được một em nữa. Đấy. Hôm trước thì về hai em thì bán hết rồi nha quý vị nhé. Nhìn thấy màu trắng này đã thấy là đã thấy đẹp, đã thấy sướng rồi. Bây giờ em sẽ khui ra nhá. Đồ nó hàng gần như là hàng khui khó nha, chắc là hàng chưa dùng hoặc là hàng chưa dùng hoặc là hàng cứ được bên này sang bên kia nhỉ, hay nhỉ. Đây rồi. Đây quý vị ạ, nó vướng vào cái nẫy này này, mình chưa biết mở cái nẫy này. Thế là nó còn cái nẫy nữa này. Đấy. Wow. Quá đẹp luôn quý vị ạ nhé. Con bàn này quá đẹp luôn. Vào thời điểm này mua bàn này thì phải nói là quá chất luôn, giá cực rẻ. Ui rồi. Con này còn rất đẹp quý vị ạ nhé. Con này còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây em thử sẽ mở cái nắp này xem nào. Ồ. Con này còn quá đẹp quý vị ơi. Đó. Bàn là hơi nước nhé quý vị nhé. Bàn là hơi nước này. Đó. Đó. Cầm này bấm này. Đó. Đặt sang bên này bấm này. Đó. Không biết là công tắc đặt này làm gì nhỉ. Đây có một cái công tắc gạt, bình thường em thấy là bấm bên này. Bên này gạt, cứ gạt sang bên nào là bấm bên đấy, đúng không? Gạt bên nào bấm bên đấy có tác dụng. Đó. Đó. Em thấy có cái hơi đẩy ra nhé. Bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là sẽ con này công suất 1200W nhé quý vị nhé. Công suất 1200W điện 100V quý vị nhé. Đấy. Công suất 1200W điện 100V, con này quá đẹp quý vị ạ. Đây là các lớp nhiệt độ đây. Đấy, quý vị nhìn này, đấy. Nấc nhiệt độ này. Đấy. Còn nấc hình như là đây nhiệt độ này, cái này là nó ký hiệu là hơi mạnh hay sao, tức là kiểu như đẩy ra để là bấm cả phun xương hay sao. Đây này, đấy. Ok, bây giờ em sẽ để mức giữa, mức trung bình nhé. Hoặc là em để mức thử mức này đi, xem test nhiệt độ xem nào. Còn mức này chắc là tắt, khả năng tắt rồi. Đó. Ok. Em để cái mức này nhé. Em để mức này đi. Đây, con này cho các bác. Hôm trước nhiều bác đang hỏi em về cái bàn là này. Đấy. Thì hôm nay em khui ra được cái bàn là này để em quay ngay lên cho quý vị nhé. Vâng, đó. Quá đỉnh quý vị ơi. Đó. Con này quá đỉnh luôn, dòng Hitachi là nhất của đồ gia dụng rồi nhá, nhất đồ gia dụng, nhất là về cái bàn là này quý vị. Đó. Bây giờ em sẽ dùng cái súng này em đo nhá, em dùng cái súng này em đo nhiệt độ này. Đấy. Ví dụ nhá, đây em đo nhiệt độ của em này, 36 độ nhá. Bây giờ em cắm được khoảng tầm mấy chục giây rồi thì em cắm bật thử cái này lên nhá, thử thôi. Đấy, xem nó nhiệt độ bao nhiêu này. Đó, nhiệt độ đã 2 rồi nhá. Nhiệt độ rất cao rồi. Đây sờ đã thấy rất rất nóng, hơi nóng phả ra rồi nhé. Nhiệt độ rất cao. Đó. Ok, em đã test xong cái bàn à này rồi nhé. Quý vị nào lấy chiếc bàn à này thì alo cho em nhé. Em xin đọc giá nhé. Con này quá mới quý vị nhé. Con này quá mới và quá đẹp luôn. Bình thường những con này thì em bán khoảng tầm 750. Những con hàng đẹp này. Mà thôi hôm nay em bán cho quý vị là hôm nay em xả sốc luôn, hôm nay là đầu đầu tháng của đầu tháng thì em bán giá siêu sốc luôn nhé, không cần quan tâm đến lợi nhuận hay lỗ lãi gì, bởi vì những dòng này nhà em là kèm về đồ âm thanh cho nên là em bán xả rẻ luôn nhé. Những cái dòng này thì quý vị ra mua không bao giờ dưới 750 hoặc 850 luôn. Đấy. Những bàn là kiểu kiểu dạng không dây phun hơi nước này không bao giờ dưới 750 850. Tất cả những bàn nào mà mặt đẹp này là họ bán đều trên 1 triệu hết nhá. Đó. Nhưng mà riêng con này em bán cho quý vị hôm nay nhá là 590.000 thôi, để 490.000 chiếc bàn này nhá. Sợ chưa? Quý vị đã thấy sợ chưa? Phát giá sợ chưa? 490.000 chiếc bàn này nhá. Quý vị nào lấy ngay alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé.
Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.